Xin chào quý anh chị và các bạn đến với siêu thị ô tô BK. Em là Vũ Tới, đại diện nhân viên bán hàng của siêu thị ô tô BK, có địa chỉ tại số 17 đường Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Số điện thoại của em là 0977 500 055. Showroom của em có từ đây và xuống dưới kia. Mặt bằng của em rất là rộng và lớn. Xe bên em có cả các mẫu xe gầm cao và xe sedan. Phía bên kia là Toyota Mỹ Đình và bên đây là đối diện bến xe Mỹ Đình. Hôm nay em xin giới thiệu cho quý anh chị một mẫu xe Hyundai Santa Fe được sản xuất 2020, phiên bản máy dầu và biển mang biển kiểm soát biển Hà Nội, bản tiêu chuẩn. Mời quý anh chị cùng em xem qua chiếc xe. Đầu xe, mặt ca năng với cụm đèn trước được trang bị đèn full LED. Ngoài ra, lốp được trang bị lốp 18 inch và mâm la răng cũng 18 inch quý anh chị nhá. Lốp xe chạy được 13.000 km. Xe rãnh lốp và lốp như mới, dầu vẫn còn nguyên quý anh chị nhá. Chiếc xe vừa cập bến đến showroom siêu thị ô tô BK. Gương kính được trang bị chỉnh điện. Gương và tay nắm cửa được khóa một chạm thông minh. Táp lô của chiếc của Santa Fe kết hợp với loa bâu và xây kính ở phía bên trên phần táp lô, ngăn đựng giấy tờ đấy và hốc đựng giấy. Ghế da nội thất màu đen, trần mọc trần nỉ quý anh chị nhá. Kệ để tay và trang bị ốp bậc lên xuống. Ngoài ra xe còn được thiết kế được trang bị phụ kiện cho xe đầy đủ quý anh chị nhé. Xe quý anh chị chỉ việc nhận xe về và đi thôi ạ. Điều hòa tự động hai vùng, màn hình theo xe quý anh chị nhé, màn hình rất lớn. Và các chế độ lái, cổng sạc 12V, cổng AUX, cổng USB, hai đầu cổng nhá quý anh chị nhá. Đây hàng ghế sau. Hàng ghế sau của chiếc xe đây ạ. Mở ghế, hàng ghế thứ 3 gập xuống rất là phẳng nhá quý anh chị nhá. Gập xuống rất là phẳng ạ. Kệ để tay, hàng ghế thứ 3 và cửa gió sau. Gương kính được trang bị chỉnh điện. Ngoài ra cụm đèn sau được trang bị đèn full LED với thiết kế kiểu vuốt sang hai bên, rất là đẹp nhé quý anh chị nhé. 47367 biển Hà Nội quý anh chị ạ. Xe cảm biến 4 cảm biến góc rất an toàn. Lốp được trang bị lốp treo ạ. Lốp treo quý anh chị nhé. Vâng. Camera lùi và trang bị cốp chỉnh điện. Phanh trên cao, cần gặp mưa. Hàng ghế quý anh chị nhìn ở xa rất là rộng. Santa Fe bên em đang về trên đường rất là nhiều, cũng như các dòng xe gầm cao. Quý anh chị nào đang quan tâm thì gọi điện liên hệ cho em, em sẽ hỗ trợ và gửi thông tin qua cho anh chị. Khoang ghế lái của chiếc xe, táp bi cửa của ghế lái thì được trang bị gương kính chỉnh điện. Và ghế thì được trang bị ghế chỉnh điện 10 hướng. Các nút bấm điều chỉnh pha cốt, tăng giảm độ sáng đồng hồ, chống trơn trượt và mở cốp. Vô lăng được bọc da rất mới nhé quý anh chị nhé. Tích hợp với các nút bấm ga tự động lấy chuyển số thể thao trên vô lăng. Xe chạy được 13.059 km quý anh chị ạ. Vòng xoắn của chiếc xe là 6.000 vòng. Keo chỉ của chiếc xe này thì 4 cánh cửa như một nhé quý anh chị. Không mất đi đâu phần nào và cam kết cho quý anh chị là chiếc xe không bị tai nạn, đâm đụng, ngập nước. Bằng giấy tờ văn bản pháp lý cho quý anh chị.
khoang máy móc động cơ của chiếc xe vẫn còn mộc và rất là sáng quý anh chị nhá. Cái này chỉ cần lau đi cái là chiếc xe sạch như mới luôn quý anh chị. Những ốc chân máy vẫn còn dấu bút của nhà sản xuất. Với chiếc xe đã qua sử dụng, em xin cam kết với quý anh chị một chiếc xe không tai nạn, đâm đụng, ngập nước, giấy tờ an ninh pháp lý đầy đủ. Và chiếc xe này thì bên em đang hỗ trợ cho quý anh chị 70% trả góp ngân hàng. Quý anh chị mua một chiếc xe Hyundai Santa Fe tiết kiệm cho mình và gia đình, máy dầu tiết kiệm được 300 triệu. Với chiếc xe này bên em đang có giá chào trên thị trường là 1 tỷ 038 triệu, máy dầu bản tiêu chuẩn biển Hà Nội. Cảm ơn quý anh chị đã xem video. Cho quý anh chị hào phóng cho em xin một like, subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị.